Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện vẽ mặt giao tiếp giữa vi điều khiển với mô đun 32 led đơn sử dụng phần mềm mô phỏng Protoss. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là mặt mô phỏng. Mặt này gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất là giao tiếp giữa vi điều khiển và IC chốt, và phần thứ hai là mô đun 32 led đơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ phần thứ nhất, đó là giao tiếp giữa vi điều khiển và IC chốt. Ở đây mình sử dụng con vi điều khiển 18F4550 và IC chốt 74573. Như vậy mình vừa vẽ xong phần thứ nhất. Vi điều khiển sử dụng các chân RD0 đến RD7 để giao tiếp với hai IC chốt. Chân RA0 dùng để cấp xung clock trong module 32 led và RA2 dùng để cấp dữ liệu ngõ vào trong module 32 led. Ở các IC chốt thì có 8 dữ liệu ngõ vào D0 đến D7 và 8 dữ liệu ngõ ra Q0 đến Q7. IC lại có thêm chân điều khiển tín hiệu LE. Khi LE ở mức 1 thì các dữ liệu ngõ vào D0 đến D7 sẽ được lưu vào mặt chốt ở bên trong IC. Còn khi LE xuống 0 thì dữ liệu mới nhận vào sẽ không được lưu nữa. IC còn có tín hiệu điều khiển ngõ ra OE tích cực mức thấp. Chân này cho phép xuất dữ liệu bên trong mạch chốt ra ngoài các ngõ ra. Mình luôn muốn có tín hiệu được xuất ra nên mình nói đốc chân OE, và hai chân LE1 và LE2 được điều khiển bởi RD0 và RD1. Đối với module 32 led đơn, mình chỉ sử dụng hai ngõ ra ở IC chốt thứ hai, đó là Q4 và Q5 để điều khiển, và tên nó là G và RCK. Như vậy mình đã vẽ xong phần thứ nhất. Vẽ tiếp phần 2. Module 32 led đơn được điều khiển bởi 4 thanh ghi 74595.
mình vừa vẽ xong phần 2 module 32 led đơn được điều khiển bởi các thanh ghi 74595. Các thanh ghi mắc nối tiếp với nhau, vì vậy ngõ ra của thanh ghi đầu tiên được gắn vào ngõ vào của thanh ghi thứ hai, tương tự với thanh ghi thứ ba và thanh ghi thứ tư. Ở ngõ vào của thanh ghi đầu tiên được lấy dữ liệu trực tiếp từ vi điều khiển SSD0. Xung CK được mắc song song cho tất cả các thanh ghi. Hai tín hiệu cho phép ghi và xuất dữ liệu ra LED RCK và G được lấy thông qua IC chốt. Vừa hoàn thành mạch giao tiếp giữa vi điều khiển và module 32 LED đơn. Bây giờ mình sẽ dùng trình miễn dịch C kiểm tra. LED chớp tắt liên tục. Và bài thứ hai là điều khiển 32 led chia thành hai nhóm, mỗi nhóm có 16 led sáng và tắt dần cùng lúc. Kết quả bài này cũng đúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.